Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TD. Thưa các bạn, ngày hôm nay tớ sẽ tổng hợp lại top máy đồ họa gaming đáng mua nhất trong tầm tiền từ 30 đến 50 triệu của hãng Dell. Các bạn ơi, trên bàn của mình đây đó là một chiếc Dell Alienware, các bạn đều biết rồi. M17R3 hiện nay giá phân khúc bán kiểu dạng như hàng 99% giống như trên bàn của mình đây. Chiếc máy này được trang bị chip i7-10750H, RAM 16GB, SSD 256GB. Đấy. Và kèm theo camera đó là RTX 2060, màn hình 1144Hz đang có giá là 39 triệu. Còn nếu máy mới lưu sale cho phiên bản này màn hình 300Hz đâu đó khoảng 46 triệu. Thì đây là chiếc máy có thiết kế ngầu nhất tại thị trường năm 2021. Hiện nay bao giờ đã có M17R4 rồi nhưng giá bán vẫn ở mức là trên 60 triệu. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn ở video sau. Ở video này thì mình sẽ tổng hợp lại hai dòng sản phẩm. Đó là các dòng máy gaming của Dell và các dòng máy chạm của Dell. Và mình sẽ phân tích dòng máy chạm như nào mà dòng máy gaming như nào. Gaming là dòng máy dành cho các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa được trang bị cả màn hình RTX đó, với phân khúc rẻ hơn so với cả màn hình Quad Pro chuyên dành cho các bạn làm kỹ sư đồ họa, các bạn làm đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết hay các bạn dùng các việc lôm la là kỹ thuật, thì với dòng cả màn hình Quad Pro nó sẽ hỗ trợ tốt hơn nhưng giá bán sẽ cao hơn. Còn trước mắt thì tớ sẽ giới thiệu với những phiên bản các bạn dùng để chơi game này, dùng để dựng video và làm mọi các tác vụ về đồ họa ở phân khúc giá rẻ hơn, đó là chiếc Dell Alienware M17R3. Và tớ sẽ giới thiệu các bạn với phiên bản Dell Alienware M15 trong video này. Các bạn sẽ xem trải nghiệm của hai dòng sản phẩm này. Sau đó ưng em nào thì xách em đó về nhé các bạn nhé. Với dòng sản phẩm M15R3 thì là màn hình 15,6 inch. Còn đây là chiếc màn hình với màn hình 17,7 inch. Mời các bạn xem video đánh giá ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đây chắc chắn là một bạch mã hoàng tử các bạn ạ. Nó khắc phục được nhược điểm hoàn toàn đối với dòng cũ của Alienware, ví dụ như là M17R5. Trọng lượng bây giờ thì nó còn 2,9 cân các bạn ạ, màu trắng. Đây, các bạn thì thấy này. Và khi khởi động máy lên thì các bạn thấy là led xung quanh xanh đỏ tím vàng các kiểu còn đa điểu luôn. Và các bạn thấy led thiết kế đặc trưng của dòng Alienware mới mỏng như này và những cái hốc kiểu tản nhiệt này, than tổ ong Việt Nam. Đấy. Có cổng thu nổ bâu, có mini DisplayPort, có HDMI, có cổng EGPU. 3-4 cổng này đều có thể kết nối ra màn hình bên ngoài, đẳng cấp. Với cổng Thunderbolt 3 sẽ hỗ trợ các bạn kết nối băng thông ra bên ngoài lên đến 40 giây. Và các bạn có thể nhìn thấy nó có ký hiệu có thể sạc qua cổng Thunderbolt ở đây. Đó. Còn đây là cổng EGPU để cắm thêm Vega rời do chính Dell phát triển bên ngoài. Đây cổng sạc này. Đó. Và cổng này thì vẫn có thể cắm EGPU nữa nhé các bạn nhé. Hai giao tiếp luôn. Đây các bạn thấy hốc tản nhiệt của nó này. Nói chung thì đây là phiên bản thu to ra của phiên bản M15R3. Đây là hốc tản nhiệt, hai cổng USB. Các bạn này cái là cổng mini SD đầu thẻ này. Và đằng trước này là một thiết kế quen thuộc, này các bạn thì thấy này, sơn bóng lộn luôn. Đây là hai hốc loa nhá. Đây các bạn thấy là thêm một hốc tản nhiệt nữa này. Cổng LAN này, cổng USB này, cổng phone, cổng mic được tích hợp chuẩn giao tiếp 3.5 để kết nối tín hiệu âm thanh. Còn bên dưới máy đây. Và việc tháo chiếc máy này ra cũng rất đơn giản, các bạn chỉ tháo hết những cái ốc này là sẽ thấy nội tạng bên trong của chiếc máy này. Tất cả những phần này, phần tổ ong này, để hút không khí vào và đẩy khí nóng ra 4 luồng khí bên ngoài. Toàn bộ thông số của máy được dập ở trên cái này. Vâng, thưa các bạn, thì mình vừa test CPU của nó này. Điểm Cben của nó lên đến 1288. CPU càng khỏe, càng nhiều lõi, càng nhiều luồng thì hỗ trợ các bạn render, hỗ trợ các bạn lập trình, các bạn làm đồ họa mô phỏng, các bạn chơi game càng nhanh. Còn với Vega thì RTX xin lỗi các bạn là RTX các bạn nhé, đối với thế hệ 20 bây giờ là RTX 2060 6GB. Đây các bạn sẽ thấy là điểm đồ họa mô phỏng do được kéo với dòng CPU cao và Vega đời mới, điểm FPS của nó 6GB lên đến 113,49 FPS, rất tốt các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn thấy là sức mạnh của CPU i7 đời 10 kết hợp với RTX 2060 trong việc chúng ta dựng video 4K. Hầu hết các YouTuber như mình cũng như các bạn mà làm các công việc liên quan đến video bây giờ thì đều dựng 4K là thấp nhất. Các bạn sẽ thấy là chiếc máy nó chạy CPU chỉ mất khoảng từ 50-60%. Và tất cả mọi thứ từ Vega rời, Vega on đều tham gia hoạt động hỗ trợ. RAM chúng đang dùng hết 11,6GB. Các bạn lưu ý thì chiếc máy này không có khả năng nâng cấp RAM. Đấy, nên 16GB nó sẽ ấn định dùng như này các bạn nhé. 44 giây, xong một đoạn video hơn 1 phút. Nó
Nói chung là CPU i7 nó rất là khỏe rồi, RTX 2060 thì không cần phải suy nghĩ rồi. Vâng, thưa các bạn, là tớ đang test tựa game Battlefield 5, một tựa game cực hot trên thị trường với hình ảnh 3D cực đẹp, hỗ trợ ray tracing các bạn nhé. Các bạn thì thấy những hiệu ứng ánh sáng này đó. Mức FPS chúng ta chơi game này trên 100 và nhiệt độ thì có vẻ như mát hơn một chút so với dòng Alienware thế trước đó, đó là M17R2. Mình test game này toàn 100 độ C cho CPU, từ đây mát được khoảng 10 độ và có những lúc cũng nhảy lên nhiệt độ là trên 98. Nói chung mát hơn một chút thôi. Và nhiệt độ của GPU thì lại ổn, nó chỉ khoảng 73 độ C ổn định như vậy. Vâng, thưa các bạn, đặc trưng của dòng Alienware đó là cái hình đầu lâu như này, người ngoài hành tinh. Với trọng lượng của nó chỉ 2,16 kg các bạn ạ. Trong khi đó những chiếc máy ngày xưa thì chúng ta sẽ thấy trọng lượng là 3,4 hoặc 3,8. Và khi bật máy lên thì các đèn LED xung quanh sẽ sáng lên. Đây. Đấy. Như một siêu xe các bạn ạ. Các bạn thấy là cổng HDMI này, cổng mini DisplayPort này, cổng Thunderbolt 3 này. Ba cổng này đều có thể kết nối ra màn hình ngoài. Và chúng ta vẫn còn tiếp tục một cổng eGPU của Alienware phát triển riêng. Cổng sạc của nó đây. Hai hốc tản nhiệt rất là to. Và ở bên này thì các bạn sẽ thấy là hai cổng USB và thêm một cái hốc tản nhiệt như này. Vỏ máy con này thì bằng hợp kim nhôm Mazue, cấu tạo là chiếc máy nó rất là chắc chắn luôn. Và ở bên này thì vẫn còn một hốc tản nhiệt nữa các bạn nhé. Tính ra con này là 4 hốc tản nhiệt đẩy khí nóng ra bên ngoài. Và cổng LAN đây, cổng USB và cổng phone cùng mic được giao tiếp. Đây là chuẩn 3,5mm để kết nối các tín hiệu âm thanh. Và các bạn thì thấy là những thiết kế đặc trưng mà không giống một chiếc máy nào cả. Những cái phần này bên trên là tản nhiệt này, đều là hình kiểu tổ ong như này. Thậm chí là cả cái phím bật nguồn logo cũng có thể là đổi màu được các bạn ạ. Bàn phím này, hành trình phím các bạn thì thấy là Alienware cực kỳ nổi tiếng, phím của họ dùng rất ok và rất là tốt. Và đây là LED RGB, các bạn có thể đổi màu tùy ý của các bạn nhé. Màn hình được build từ năm 2018 này. Đây các bạn thấy là đỉnh cao của màn hình này, sRGB lên đến 99%, Adobe RGB 65%. Và độ sáng của màn hình là 300 nit các bạn ạ, quá ngon. Chất lượng âm thanh tuyệt vời và chất lượng màn hình tỷ lệ bao phủ màu rất cao, rất trung thực. Màn hình IPS độ sáng 300 nit rất đẹp. Đây các bạn thấy thang biểu đồ nhiệt độ nó chỉ ở ngưỡng trên 70 độ C cho CPU và dưới 70 độ C cho GPU. GPU nó là Vega rời đó các bạn. Mức FPS chúng ta nhận được khoảng 78 các bạn ạ, ổn định như vậy. Vâng, thưa các bạn, thì đây là phần mềm Cbem 15R. Tớ test điển hiệu năng của em i7-9750H thì ở đây có vẻ như chưa được tối ưu tốt cho lắm, nó chỉ có khoảng hơn 1.000. Thông thường thì nó có những chiếc máy tốt được tối ưu khoảng 1.100 hoặc 1.200 các bạn ạ. Với Vega này GTX 1660T 6GB thì nó cũng hỗ trợ đồ họa mô phỏng và chúng ta chơi game cũng tương đối là tốt. Các bạn thấy mức nhiệt độ của GPU khoảng hơn 50 độ C và CPU khoảng ngưỡng khoảng 75 độ. CPU khá nóng so với GPU. Và mức FPS chúng ta chạy được khoảng trên 100. Và các bạn nhìn thấy là những hình ảnh trên màn hình nó cực kỳ mượt mà. CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng thì hỗ trợ các bạn càng mạnh. Các bạn thấy là 6 lõi 12 luồng. CPU trên laptop giờ nó có 8 lõi 16 luồng là mạnh nhất. Còn CPU i7 này là cũng đã hỗ trợ các bạn làm đồ họa và chơi game lập trình rất ok rồi. FPS chúng ta nhận được khoảng 97,30 các bạn nhé. Và khi hoạt động ở chế độ đồ họa này các bạn có thể nghe thấy là quạt bên trong máy hoạt động. Chúng ta nghe rất rõ với hai cái quạt bên trong máy hoạt động hết công suất. Như thế này nếu mà về đêm thì khá ổn các bạn ạ. Đấy, tôi chỉ cần bỏ mặt cái nó tự tắt màn hình này. Các bạn thì thấy là một lát vài giây nó sẽ tắt đi. Nếu mà các bạn không nhìn vào màn hình. 54 giây, chưa đến 1 phút các bạn đã xong một đoạn video. Các bạn ơi, đây là tựa game Tomb Raider. Cái này có hỗ trợ Tomb AI. Đây các bạn thấy là chúng ta cứ nhìn mắt để điều khiển người chơi. Đấy, các bạn đã nhìn thấy con người nó lung linh, nó đang ra mắt của chúng ta đấy ạ. Và các bạn có thể thấy là chơi game nặng thì nhiệt độ của CPU khá nóng, 100 độ. Chơi như này xong rồi lắm các bạn ạ. GPU thì lại tương đối ok, 66 độ. Các bạn lưu ý game này cực kỳ nặng các bạn nhé. Đây là mình đang thử test thôi. Mức FPS chúng ta nhận được từ khoảng trên 70. Các bạn nhớ điều khiển bằng mắt chơi cũng cực kỳ nhàn. Rất hiện đại. Và các bạn chú ý thì nhiệt độ chơi như này thì khá nóng, nhiệt độ của CPU. Nhưng cái máy chúng ta nó không có những hiện tượng lập lác. Nếu mà anh em chơi game trên chiếc máy này thì với những sự gánh nặng như này khá sốt ruột, bởi vì nó nhiệt độ khá là cao. Còn đâu mọi thứ thì đều hoàn hảo. Các bạn ơi, ở phân khúc thấp hơn thì tớ giới thiệu các bạn hai chiếc máy ở phân khúc từ khoảng 40 đến 50 triệu cực kỳ nổi tiếng nhưng trang bị cấu hình và phân khúc thấp hơn so với phiên bản Dell Alienware. Đó là chiếc Dell G7 7700 và chiếc Dell G7 7500. 7500 được trang bị màn hình 15,6 inch, trong khi đó thì 7700 được trang bị màn hình 17,3 inch. Đây là hai chiếc máy có thiết kế khá bắt mắt với viền màn hình mỏng với LED xung quanh rất đẹp và LED phím cũng có nhiều màu. Các bạn sẽ xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé.
có cả phiên bản i9 và có cả phiên bản i7. RTX 2060 có, RTX 2070 có. Đây là chiếc máy rất tốt trong phân khúc từ 40 đến 50 triệu để quý vị các bạn có thể lựa chọn để chơi game và làm đồ họa. Mời mọi người đón xem nhé. Với phiên bản G7 cũ thì các bạn thấy nó rất là dày, mà trọng lượng lên đến 2,6 cân, và cái này là 2,26 kg. Thiết kế hình vuông và toàn bộ vỏ bằng hợp kim nhôm mọi người ạ. Ai chà, quả hai hốc tản nhiệt đằng sau này, thu nồng bát 3 này, mini DisplayPort này, hai cổng này đều có thể kết nối ra màn hình, cổng này cũng đều kết nối ra màn hình, cổng LAN vẫn còn, cái dòng máy game thì cổng LAN vẫn còn. Đây là cổng USB, hai hốc tản nhiệt này, có chữ G7, các bạn sẽ nhìn thấy này. Ở bên này thêm một hốc tản nhiệt nữa mọi người ạ, cổng USB, đầu thẻ. Đằng trước thì không thấy một cái cổng gì mọi người ạ. Ở bên này thì cổng sạc này, thêm một cái hốc tản nhiệt nữa này, USB. Phone mic được tích hợp chuẩn giao tiếp 3.5 này, các bạn có thể cắm ra thiết bị âm thanh từ bên ngoài. Đây, các bạn sẽ thấy mở máy này, trục bản lề một trục giống như các phiên bản như là 7566, 7567 ngày xưa. Và bên trên này phủ một cái lớp sơn đen mờ, cũng chống bám vân tay. Logo được mạ chrome này. Bên dưới cũng bằng hợp kim nhôm. Các bạn sẽ thấy bên trong của nó này, 4 cái ốc mở này. Đây, 6 cái ốc mở, 8 cái ốc mở các bạn ạ. Có chữ G7 này. Và thông tin của máy nó sẽ in chìm ở đây. Thiết kế bên dưới tương đối đơn giản. Và đây là hai ốc loa. Đây là những cái phần để trên mặt phẳng mà nó tuần hoàn không khí cho mọi người mà không bị cực kênh nhá. Vâng, thưa các bạn, tớ rất ấn tượng với đằng trước. Các bạn thấy nó một chiếc máy trẻ trung. Ấy xà, LED các bạn thấy rất nhiều màu. Và LED phím ở đây các bạn thấy là LED RGB luôn. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó từng vùng. Đấy, màu sắc rất đẹp. Và viền màn hình siêu mỏng luôn. Đây là màn hình 15,6 inch Full HD, IPS và thậm chí là có cả màn hình OLED trên phiên bản này nhá. Đây i9 này 10885H này. Con này 8 lõi 16 luồng, cực kỳ khủng. RAM 32GB đấy. Màn hình 300Hz này mọi người thấy này. Em đây các bạn thấy là Nvidia GeForce RTX 2070 8GB. Con này của nó sẽ hỗ trợ ray tracing và tốc độ đọc ổ cứng cực kỳ khủng. Đây, các bạn sẽ thấy này. Tốc độ đọc lên đến gần 3,6GB với tốc độ ghi khoảng 3GB. Rất nhanh. Phí mất nguồn này. Lát trên cũng bằng hợp kim nhôm và cả phần chuột này nó cũng là lát cắt diamond. Hành trình bàn phím tương đối tốt. Nổi như này. Bấm rất sướng và LED RGB luôn. Pin test điểm C-band đây thì mình thấy không được cao cho lắm. 1346 CB thôi. Không cao hơn quá nhiều so với em i7 10850H các bạn ạ. Còn RTX 2070 thì nó hoạt động thì rất là khỏe, 8GB. Các bạn thấy là điểm số FPS của RTX 2070 cho chế độ đồ họa mô phỏng thực sự là không được tốt so với cả đồ họa Pro. Các bạn thấy màn của nó là 100% sRGB này, 69% Adobe RGB, được sản xuất năm 2019 này. Màn hình có độ sáng 300 nit mọi người ạ. Vâng, thưa các bạn, này qua phần mềm full mask ở đây tớ thì thấy không quá nóng. Các bạn thấy là nhiệt độ CPU khi ở chế độ 3D như này nó khoảng 80 độ C, trong khi đó GPU 66 độ. Nhưng bây giờ thử test thực tế, bởi vì chiếc máy này rất nhiều bạn sẽ mua về để chơi game. Tớ sẽ test qua phần mềm game xem có ngon lành hay không. Đây các bạn thấy là mức hiệu năng cao thì quạt hoạt động trong máy có thể nghe thấy rất rõ luôn. FPS chúng ta nhận được 81 và biểu đồ nhiệt độ đến đây là dừng rồi nhá. Cái này thì CPU nó ăn chỉ có 2% thôi, nhiệt độ này thì hoàn toàn bình thường. Còn đây 97% có nghĩa là cái VGA rời nó ăn hết. Còn bây giờ để test cái hiệu năng thực tế thì chúng ta sẽ chơi game. Vâng, thưa các bạn, để tớ đang test tựa game Tomb Raider. Đây là tựa game có hỗ trợ ray tracing. Các bạn thấy là FPS chúng ta chơi được trên 100. Các bạn lưu ý game này cực kỳ nặng nhá. Đây các bạn thấy những hiệu ứng về ánh sáng nó hỗ trợ ray tracing này. Còn người các bạn sẽ nhìn thấy như thật. Nhiệt độ của GPU ở mức khoảng 73 độ C. CPU thì các bạn thấy nhiệt độ lên đến 90 độ. Đây là nhiệt độ không hề tốt để chơi game. Thực tế đây, chiếc máy mỏng như này tớ test trên các phiên bản Dell Alienware thì nó cũng nóng như này. Bởi vì hiệu năng của máy rất là cao, CPU 8 lõi 16 luồng. Chơi game như này thì sẽ hơi sót ruột một chút, nhưng vẫn có thể thấy hình ảnh trên màn hình nó rất là mượt. Tần số quét lên đến 300Hz. Các bạn thấy là sức mạnh của chiếc máy này thì nó chạy i9 và RTX 2070 thì không thành vấn đề gì, nó chạy sẽ rất là nhanh. Bây giờ phần mềm thì chủ yếu nó sẽ nhận bằng nhân CUDA cả màn hình. Đây các bạn thấy là rất nhanh luôn. 24 giây. Chúng ta thấy là một đoạn kỹ xảo hơn 1 phút chúng ta đã dựng xong rồi. Và các bạn thấy là cái thiết kế bên ngoài này cũng có hai hốc tản nhiệt đằng sau rất là to luôn. Nhìn thể thao. Cổng Thunderbolt 3, mini DisplayPort HDMI. Ba cổng này đều có tính năng kết nối ra màn hình bên ngoài, cổng USB, cổng LAN. Đây là hốc tản nhiệt này.
thêm củ, cổng USB đầu độc thẻ này. Đằng trước thì nó cũng phẳng như này. Đây, mở máy cũng đơn giản. Bên này là cổng sạc và thêm một cái hốc tản nhiệt, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5 là các bạn cắm vào đây thì nó sẽ có sẵn cả tín hiệu phone mic để các bạn có thể nói chuyện với bạn bè. Kết nối ra các tín hiệu âm thanh ra bên ngoài. Bên dưới của nó này, G7 này. Nhựa hết các bạn ạ. Các bạn thấy là viền màn hình không quá dày và cũng chẳng quá mỏng. Đây là màn hình 17,3 inch, LED phím RGB, chúng ta có thể chỉnh màu. Đây các bạn thấy này, chất lượng phím khá tốt. Và LED phím thì các bạn sẽ nhìn thấy nó trẻ trung năng động hơn. Đây các bạn thấy phiên bản i7 thế 10RTX này, các tính năng trên máy này. Con này màn hình của nó là 144Hz có sẵn này, hỗ trợ các tay chơi game này. Chất lượng ổ cứng khá tốt với tốc độ đọc khoảng xấp xỉ 3G/1, tốc độ ghi khoảng xấp xỉ 2G/4. Màn hình của con này thì độ sáng nó chỉ dừng lại 300 lít thôi mọi người ạ. Tỷ lệ bao phủ màu ở mức là 99% sRGB, 64% Adobe RGB. Màn hình được sản xuất 2019 đây. Các bạn thấy chế độ 3D, 2D của nó hơn 700 luôn. Chế độ 2D này 123 fps và nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng dưới 90 độ, khá nóng, và GPU ngưỡng khoảng 73 độ. Quạt hoạt động không quá ồn, mình chạy đến đây rồi. Vâng thưa các bạn, điểm C-band của M7 này thì 1193 CB các bạn ạ. Điểm số hoàn toàn tốt để các bạn có thể dùng các ứng dụng về render, lập trình cũng như các ứng dụng về tính toán. Ok mọi người nhé. Với phiên bản này thì mát hơn hẳn so với 7500 bởi vì chúng ta sẽ có một chiếc máy to hơn, rộng hơn. Và CPU này i7 thì mình nghĩ nó cũng mát hơn. Ở đây các bạn thấy là nhiệt độ của GPU chúng ta đang test thì nó chỉ hơn 50 độ thôi. Đây là phần mềm đồ họa mô phỏng. Các bạn thấy là C-band nó chấm điểm đồ họa mô phỏng 4D. FPS chúng ta nhận được trung bình đây mình nhìn thấy trên 100 và nhiệt độ của CPU thấy hơn 80 độ. Chúng ta có điểm số 115,55 fps. Nói chung RTX 2070 Super thì rất là khỏe rồi. 1, 2, 3. Vâng thưa các bạn, là tớ đang dựng bằng phần mềm Adobe Premiere bản 2020. Các bạn thấy là với sức mạnh của chiếc máy này thì quá xoàng luôn. Nó có thể dựng mọi kỹ xảo với độ phân giải 4K. Rất nhanh, 17 giây đã xong rồi. Thưa các bạn, là tớ sẽ giới thiệu tiếp theo đó là phân khúc máy chạm của bạn ạ. Những chiếc Mobi Goodison dành cho các bạn những cái công việc mà để chạy chịu tải cao, đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết hay đôi khi các bạn dựng kỹ xảo. Hay đơn giản là các bạn chạy máy chủ máy ảo, cần một chiếc máy chạy liên tục ngày này qua ngày khác thì những chiếc Mobi Goodison sẽ đáp ứng các bạn tốt hơn. Với dòng phiên bản mới nhất chúng ta sẽ có Poryzen 7550, Poryzen 7750. Những chiếc máy này đều có mức hiệu năng rất cao và đặc biệt giá bán của nó cũng rất đắt. Hiện nay các phân khúc giá thì thông thường sẽ dao động từ khoảng 40 đến 70 triệu đồng các bạn ạ. Các bạn sẽ xem bài đánh giá của hai siêu phẩm này. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Các bạn sẽ thấy là nhiệt độ của máy nó sẽ ở ngưỡng khoảng 70 đến hơn 70 độ C. Và quạt chạy rất êm. FPS chúng ta nhận được khoảng 52. Nói chung về khả năng tản nhiệt thì mình thấy các dòng máy Dell HP thì vẫn thua các dòng ThinkPad một bậc các bạn ạ. ThinkPad cũng hiểu sao họ lại làm mát hơn. Nhưng mỗi một máy thì nó sẽ có ngôn ngữ thiết kế đặc trưng riêng, vẻ đẹp riêng và sức mạnh riêng. Điểm số của nó lên đến 1781 CB. Lâu lắm rồi mình thấy quả CPU kinh khủng như này. Chiếc máy này mình khẳng định là duy nhất ở Việt Nam bây giờ các bạn ạ. Có cái cấu hình như này. Ai chà chà, sao lại kinh khủng như này nhỉ. Các bạn sẽ thấy nó hỗ trợ điểm số nó đến 210,24 fps. Quả Vega là của nó, chất của nó đấy. Mô phỏng quá tốt luôn. Tại vì sao nó có điểm số như này? Đó là em Xeon này, nó bổ trợ tốt hơn. Vâng thưa các bạn, thì màn hình của phiên bản này cũng là điểm rất mạnh. Màn hình của nó độ sáng đạt 500 nit các bạn ạ. Gam màu của nó đạt 100% sRGB và 86% Adobe RGB. Các bạn sẽ thấy là góc nhìn của màn hình IPS phải nói là tuyệt vời. Độ sáng lên đến 500. Đẳng cấp. Bây giờ là phần mình test âm thanh nhé. Đấy, âm thanh nghe cũng sướng đúng không? Ôi, màn hình đẹp thật đấy. Đối với các kỹ sư đồ họa trong các ngành thiết kế in ấn, làm việc trên chiếc máy này thì không phải suy nghĩ rồi. Độ sáng tốt, tỷ lệ bao phủ màu chuẩn chỉnh. Lưu ý, màn hình này còn hỗ trợ tính năng màn hình cảm ứng đa điểm, khá là tiện dụng trong lĩnh vực thiết kế. Âm thanh cũng hay đấy, phiên bản này âm thanh của nó cũng được của nó đấy. Màn hình này.
Vâng, thưa các bạn, để chứng minh sức mạnh khủng khiếp của chiếc máy này nữa thì chúng ta sẽ test qua phần mềm Adobe Premiere, một phần mềm chuyên dựng phim bây giờ. Ở đây là một đoạn video 4K, mình đã thêm rất là nhiều hiệu ứng để chúng ta test nhá. 1, 2, 3. Con này thì loát thì kinh khủng rồi, chạy tít luôn. 37 giây để chính xác hơn, mình bấm chậm có 1 giây. RAM trong máy đang sử dụng boot là 2933 này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây, RAM của nó là 2933 các bạn nhé. Thưa các bạn, là chúng ta sẽ thử test qua phần mềm Revit mới nhất các bạn nhé. Một bức ảnh 600 dpi, xem nó load mất bao nhiêu thời gian. 1, 2, 3, 32 giây đã xong rồi các bạn ơi, cực nhanh. Một bức ảnh có dung lượng rất lớn. Phần mềm này sử dụng trong lĩnh vực xây dựng khá là nhiều bây giờ. Các bạn có thể dùng để thiết kế nhà cửa, công trình, công trường rất là nhiều. Bây giờ thử test xem chiếc máy này chơi game nó như nào nhé. Vâng, thưa các bạn, này tớ đang test từ game Crysis 3. Phải nói là âm thanh chiếc máy này nó chuẩn đấy, âm thanh rất là đã luôn. Nhiệt độ chơi game khá mát mẻ, 66 độ. Những FPS chúng ta cài kéo trên game này khoảng 50, đây là mức cài đặt cao nhất. Nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng trên 70 độ C. Các bạn thấy điểm số là 1284 CB. Vậy thì máy chạm các bạn hỏi là tại vì sao nó đắt như vậy? Bởi đơn giản, nó được tích hợp dành cho công việc phức tạp nhất về đồ họa. Các bạn thấy này, mặc dù chỉ có 6GB nhưng điểm FPS của nó lên 171,66 FPS. VGA lớn nhất trên dòng này đó là Quadro RTX 5016 của VGA. Vâng, thưa các bạn thấy là điểm FPS của nó lên đến 72 hoặc 73 và nhiệt độ ổn định ở mức khoảng 78 độ C. Các bạn nhìn thấy là nhiệt độ của CPU thì mát hơn, CPU nóng hơn, nó 78 độ và thỉnh thoảng nhảy lên khoảng hơn 80. Trong khi đó GPU chúng ta sẽ ổn định mức khoảng 67 độ C, 67, 68 độ. Các bạn thấy là biểu đồ nhiệt độ của nó cực kỳ ổn. Full HD IPS nhưng mà Dell lại cho một cái màn rất là bùn xỉn. Đây các bạn thấy này, nó chỉ có 62% sRGB và 41% Adobe RGB. Màn hình chỉ có độ sáng là 220 nits theo thông số của Dell. Mình khá buồn cho một chiếc máy mà khủng như này, nhiều tiền như này như này. Các bạn nên chọn những phiên bản có độ sáng màn hình 500 nits là tốt nhất và rẻ, 500 nits sướng nhất và tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100%. Còn với một cái màn hình như này thì cái hệ sai số màu thì không tránh khỏi. Nó vẫn có thể làm được nhưng mà không ngon. Và trên màn hình thì có tráng một lớp chống lóa, các bạn có thể làm việc liên tục dài mà không bị mỏi mắt. Bây giờ tớ sẽ bật âm thanh lên nhá. Âm thanh con này chắc chắn là rất là to mồm. Đấy. Mặc dù là dòng Precision thì không phải là dòng giải trí nhưng đối với một chiếc máy to như này thì chắc chắn loa của nó sẽ rất ổn. Một chiếc máy chạm khủng này tha hồ dựng video nhá. 1, 2, 3. Thưa các bạn, là máy chạm thì không phải mua về để dựng video. Bởi vì chủ yếu các công việc về nặng lề về đồ họa như là đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết hay 3D dành cho kỹ sư chuyên về thiết kế, nó chỉ mất có 17 giây thôi, mình bấm chậm có 1 giây. Các bạn có thể thấy các hiệu ứng về kỹ xảo các bạn dựng lên chiếc máy này cực kỳ ok. Các bạn sẽ thấy là phần mềm Revit thì dùng trong lĩnh vực thiết kế nhà cửa, công trình, công trường rất nhiều. 1, 2, 3. Với sức mạnh của em máy này thì không phải suy nghĩ bố cháu là ai. Mất 36 giây để chính xác hơn. 36 giây. Một bức ảnh các bạn thấy là 600 dpi. Vâng, thưa các bạn, thì tớ test hẳn một tựa game cực kỳ lặng, đó là game Control. Các bạn thấy đây là những tựa game này thì là chủ yếu phục vụ những chiếc máy gaming thôi. Nhưng với sức mạnh của em này thì nó cày thoải mái. Quadro RTX 3000, các bạn thấy nó sẽ hỗ trợ các hiệu ứng ray tracing, ví dụ như các hiệu ứng đổ bóng và các hiệu ứng về ánh sáng, các bạn có thể nhìn này, hiệu ứng về phản ứng trước gương. Với mức nhiệt độ chơi game ở chiếc máy thì nó ở mức khoảng trên 70 độ C và có những lúc xuống 60 độ, nhảy lung tung. Riêng VGA nó chỉ có hơn 60 độ thôi. FPS chúng ta nhận được khoảng 60. Vâng, thưa các bạn, là tớ đã vừa giới thiệu các bạn và đánh giá những dòng sản phẩm top laptop đồ họa và gaming có phân khúc giá từ 30 đến 50 triệu đồng đáng mua nhất năm 2021. Đây đều là những dòng sản phẩm mới hoặc 99%. 99% duy chỉ có những dòng sản phẩm Dell Alienware như dòng này thì có mức giá bán dưới 40 triệu là 99%, còn trên 40 triệu là các bạn sẽ mua mới hoàn toàn new sale. Với các dòng máy Precision 7550 và 7750 đều là máy mới 100% quý vị và các bạn nhé. Sẽ có hai dòng giá rẻ và tầm trung nhưng có cấu hình cực kỳ cao, đó là dòng G7-7500 và G7-7700 đang bán cực kỳ chạy tại thị trường. Các bạn ơi, trên các dòng máy gaming thì nó chỉ cho phép các bạn nâng cấp RAM và ổ cứng thôi, các linh kiện khác sẽ onboard trực tiếp trên bo mạch chủ. Nên quý vị các bạn mua máy phải cân đo đong đếm là mua cấu hình ngay từ ban đầu quý vị các bạn nhé. Trong khi đó thì RAM chúng ta sẽ có khả năng nâng cấp này, ổ cứng nâng được này.
Đối với các dòng máy Mobi Custom thì chúng ta có thể nâng RAM lên tận 128GB RAM, có thể chạy RAM ECC và chạy được vài cái ổ cứng trong máy. Với dòng sản phẩm 7750 chúng ta có thể lắp hết lên đến 8TB ổ cứng trong máy cơ các bạn ạ. Thật khủng khiếp cho một chiếc laptop hiện nay. Với những chiếc máy này hầu hết hiện nay tại thị trường Việt Nam thì đại đa số đó là hàng xách tay tại thị trường Mỹ về mà chưa có hàng chính hãng. Nếu mà có hàng chính hãng thì giá có thể cộng thêm 10 đến 15 triệu và thậm chí còn hơn. Vâng, thưa các bạn, là chương trình tổng hợp top những chiếc máy gaming và đồ họa bán chạy nhất phân khúc tầm tiền từ 30 đến 50 triệu đồng của mình xin được khép lại các bạn ạ. Các bạn ủng hộ kênh của Lương bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là mọi người bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop, những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.